Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình với một cái bài toán là chắc là nó có từ lâu rồi, từ năm 2006, từ lâu lắm rồi. Đó chính là mua một con bò với giá 2 đồng, sau đó bán với giá 4 đồng, sau đó thì bạn lại mua lại con bò đấy với giá là 7 đồng, xong bán với giá 9 đồng, hỏi lãi là bao nhiêu. Ok, thì ở trong phương diện này chúng ta sẽ có rất nhiều cách để giải thích cái này. Thì về cá nhân mình, ngày hôm nay mình sẽ giải thích theo kiểu là nếu như các bạn coi con bò đấy đó chính là Bitcoin, chính là tiền ảo, chính là cổ phiếu. Và trong khi mà thị trường của chúng ta này ngày 2 tháng 10 chúng ta đã có cán mốc như này và bây giờ đang đang đà giảm. Đây các bạn nhìn này, thị trường này mùng 10 tháng 2 chứ. Hôm nay là 11, có nghĩa là hôm qua thì cao hết mà hôm nay thì xuống. Vậy thì mua vào hay bán ra, hoặc là mua vào hay bán ra như nào, chúng ta có lãi? Đấy là vấn đề, đây chính là cái vấn đề. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn để mà các bạn hiểu rõ hơn. Thì các bạn tưởng chừng như nào, à hôm qua chúng ta cũng giống như một bài toán mua bò, là thấy nó lên thì các bạn bán, sau đó thì thấy nó lên quá bạn lại thêm, bạn lại mua vào, sau đó là các bạn lại bán ra lại có lãi. Ok, hôm nay mình sẽ giải quyết vấn đề đấy. Ok, cái này nó có nhiều phương hướng giải quyết nhá, đâm ra là thành thử ra là mình giải quyết theo hướng nào nó cũng sẽ đúng. Ở đây chúng ta sẽ có, nếu như một cách kinh doanh bình thường, bạn mua con bò đấy với giá 2 đồng, các bạn bán ra với 4 đồng, các bạn 4 đồng thì đương nhiên các bạn lãi 2 đồng đúng không? Sau đó thì bạn mua lại con bò với giá 7 đồng, các bạn lại bán ra với giá 9 đồng, lãi 2 đồng, các bạn đút túi 4 4 4 triệu, đại khái là 4 đồng. À, 4 đồng. Đấy. 4 đồng. Thì cái bài toán này ok, các bạn lại 4 đồng theo trường hợp là bạn đi buôn, là một người đi buôn bình thường. Ngày hôm nay giá bò lên, giá thịt lên, giá lợn lên thì à không, ngày hôm nay giá thịt, giá bò, giá lợn, giá gà, giá rau ở ngoài chợ nó có giá là 2 đồng. Ok, nó có giá 2 đồng. Bạn ra chợ bán ra được 4 đồng, ngày hôm đấy các bạn thu về lãi 2 đồng. Ok, ngày hôm sau giá chợ đi ra là 7 đồng. 7 đồng, bạn mang gà, mang vịt, mang đủ thứ ra chợ, bạn bán được 9 đồng, lại thu lãi về 2 đồng. Và sau đó các bạn cất và kép, tổng cộng các bạn được 4 đồng. Ok, đúng ra bạn lãi 4 đồng ở trong trường hợp này. Ok, nhưng mà các bạn quay lại với bài toán con bò của chúng ta. Bạn lưu ý, mua bò với giá 2 đồng, bán với giá 4 đồng, xong mua lại với giá 7 đồng, bán lại với giá 9 đồng. Lưu ý là ở đây chúng ta sẽ nói nó là cùng một con bò, cùng một người mua và cùng một người bán. Có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ hình dung ra rằng nó cùng, nó không phải là loại rau, loại thịt. Để các bạn ngày hôm nay nó giá như này, các bạn mang ra ngoài chợ, bạn bán nó quay về. Mà nó là cùng là Bitcoin. Trò chơi này các bạn nhìn thấy là hai hàng. Các bạn nhìn thấy hai hàng, một bên này là danh sách đặt mua mà một bên này là danh sách đặt bán, có nghĩa là nhìn có sự đối, có nghĩa là sự một một. Cuộc chơi này của chúng ta là cuộc chơi một một chứ không phải là cuộc chơi giữa có vẻ ở đây là đúng đúng là đông người giao dịch, nhưng mà nó là được chia ra rõ rệt là hai phe. Các bạn hiểu không, là hai phe, có nghĩa là một một phe, một phe xanh và phe đỏ, chứ không phải là cuộc chơi của chúng ta là ra chợ. Có nghĩa là chúng ta chung quy con bò đấy nó vẫn là đồng Bitcoin này mà thôi. Ok, bắt đầu bây giờ mình sẽ giải thích để cho các bạn dễ hiểu, vì đây nó cũng sẽ áp dụng cho các bạn chơi cổ phiếu hay chơi Bitcoin hay chơi bất cứ các đồng khác, để các bạn có được lãi ở trong cái điểm này. Chắc là cũng có nhiều người giải thích về cái này rồi, mình cũng đây kiến thức cũng bình thường thôi. Ok, những cái tiền ảo nhé, bạn bắt đầu bỏ 2 đồng. Bây giờ là bạn bỏ 2 đồng này. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho bạn, mình sẽ bỏ 2 đồng và mua Bitcoin đúng không? Vậy đoạn này các bạn lưu ý kỹ nhá, bỏ 2 đồng và mua Bitcoin. Vậy là mình bắt đầu lỗ 2 đồng. Vì mình bỏ 2 đồng mà, cái thằng bên này nhá, người đặt mua, có nghĩa là mình là người đặt mua 2 đồng. 2 đồng ở đây. Sau người người bán, sau thằng bên bán này nó được 2 đồng, có nghĩa là mình mua với bạn có Bitcoin. Mình mua từ tay bạn là mình đưa cho bạn 2 đồng, bạn lãi 2 đồng. Ok, sau đó thì giá Bitcoin lên 4 đồng. Sau khi giá Bitcoin mà lên 4 đồng thì
bạn bạn bán lại giá Bitcoin lên 4 đồng nhá, mình bán lại cho bạn đúng không, bạn trả lại mình 4 đồng, bạn phải vay thêm, bạn phải vay thêm 2 đồng nữa hoặc là kiếm đâu ra 2 đồng nữa để mua lại của mình với giá 4 đồng. Và đương nhiên lúc này bắt đầu mình mới có lãi, lúc này mình đã bắt đầu lãi 2 đồng. Các bạn hiểu không? Đoạn này là mình bắt đầu lãi 2 đồng. Chứ còn lúc trước là mình còn đưa cho bạn tiền, nhưng tiền ở năm phía bạn mà mình đang lỗ 2 đồng thì vay chết thôi luôn. Nếu như trong trường hợp là các bạn có tiền sẵn thì không nói, nhưng mà chẳng may là vay của bạn bè những cái thứ lợi nhuận những cái thứ lên những các kiểu rồi ok thì lợi lần những các kiểu lãi suất ngân hàng những các thứ vay vào để đầu tư coin đúng không, thì lúc đấy bạn đang nắm giữ coin mà không có đi qué gì đâu, bạn chỉ đang nắm giữ cái đồng Bitcoin này thôi chứ các bạn có nắm giữ được tiền đâu, tiền mà bạn còn đang đi vay chết thôi đúng không. Thì lúc này thì đối phương là người bên phía này lãi lỗ 2 đồng, còn bạn lúc này lãi 2 đồng. Vậy ok, sau khi bạn đã nắm được lãi 2 đồng rồi, lúc này bắt đầu bạn thực sự có lãi, bởi vì bạn thu về 4 đồng trừ đi cái lỗ 2 đồng phía trước của bạn thì đương nhiên bạn lãi 2 đồng. Tiếp tục, Bitcoin lên giá 7 đồng. Mình đáng lẽ là mình dừng ở thời điểm này thì không ok, không vấn đề gì, mình dừng ở thời điểm này không sao. Nhưng mình vẫn lao đầu theo cuộc chơi, có nghĩa là không dừng lại ở đấy, thế nó lên 7 đồng thì mình tiếp tục vay mượn hoặc là lấy đâu ra tiền đấy bỏ thêm 3 đồng nữa. Vậy là mình lỗ 3 đồng đúng không? Bỏ thêm 3 đồng nữa, mình đang có 4 đồng mà, để bỏ thêm 3 3 đồng nữa vào vào để mà mình mua cái đồng Bitcoin này với giá là 7 đồng. Ok, vậy là mình lỗ mất 3 đồng rồi này. Ok, sau khi mình lỗ mất 3 đồng nha, cái đoạn này cực kỳ quan trọng này, cái đoạn này dễ nhầm này. Sau khi mình lỗ 3 đồng thì nghiễm nhiên cái thằng nó được mua cái Bitcoin của mình này, nó sẽ lãi 3 đồng. Ok, nó lãi, vì đây là cuộc chơi giữa đối lập, thằng bên mua này lãi thì thằng bên bán này lỗ, thằng bên bán này lãi thì thằng bên mua lỗ. Nên nó cuộc chơi chơi giữa là hai phe khác nhau, thằng bên này lãi, thằng bên kia lỗ. Đấy là cuộc chơi giữa hai phe, một bên phe lãi, một bên phe lỗ, các bạn hiểu nôm na là như vậy. Nếu như bạn lãi, chắc chắn nó lỗ, nếu như bạn lỗ, chắc chắn nó lãi. Đấy, hiểu lúc này là như vậy. Thì đây, thì khi này mình bắt đầu nhá. Bitcoin lên chỉ lên 7 đồng thì mình phải vay thêm 3 đồng nữa mà. Lãi 2 đồng nhưng vay 3 đồng thì trừ đi thì mình lỗ mất 1 đồng. Nó thời điểm này mình máu mà Bitcoin lên thì mình phải như thế, vậy là mình đã lỗ mất 1 đồng rồi nhá. Sau khi lỗ 1 đồng thì mình gửi lại cho bạn đúng không? Mình lỗ 1 đồng thì mình bạn lãi 3 đồng đúng không? Đấy, bạn lãi 3 đồng vì mình lỗ mà, mình lỗ 3 đồng. Lãi 3 đồng thôi. Ok. Sau tiếp theo. Tiếp theo Bitcoin lên 9 đồng, mình bán ra. Vậy là mình 9 9 đồng mình bán ra thì mình lãi được 2 đồng đúng không? Từ 9 trừ 7 đến được còn 2. Vậy là sau mình lãi 2 đồng và bạn lỗ 2 đồng. Ok. Vậy cộng thêm cái số tiền mà mình đã lỗ 1 đồng trước đó thì nghiễm nhiên nó sẽ là 2 trừ 1, vậy là mình lãi 1 đồng. Ok, trong trường hợp này thì mình lãi 1 đồng. Ok, nếu như trường hợp này cái vòng luẩn quẩn nó sẽ không dừng lại ở đây. Nếu như trường hợp này vòng luẩn quẩn nó dừng lại, đó chính là mình cầm 1 đồng đấy mình dừng lại thì nó không vấn đề gì. Nhưng mình vẫn tiếp tục theo cuộc chơi, có nghĩa là Bitcoin lại lên. Mình lại bỏ thêm tiền hơn cái số tiền ban đầu, cái vốn của mình là 2 đồng ban đầu. Thì hơn cái số tiền lãi của mình là 1 đồng thì nghiễm nhiên là mình lỗ. Hơn cái tiền lãi ban đầu của mình là nghiễm nhiên là một lỗ. Đâm ra là nhiều bạn là tưởng chừng như là ví dụ nạp vào cái sàn này, tôi nạp 2 đồng vào cái sàn này, sau đó tôi bán đi được 4 đồng, vậy là trong tài khoản bạn có 24 đồng đúng không? Sau khi tài khoản của bạn có 24 đồng thì các bạn lại nạp thêm 3 đồng nữa thì các bạn sẽ có được 7 đồng, các bạn mua vào các bạn bán là 9 đồng. Ok, thì ban đầu các bạn nhìn là bạn nhìn thế này, có nghĩa là tự dưng tài sản của bạn đang có 2 đồng, bạn bạn nạp và có 2 đồng thôi, mà bây giờ tài sản của bạn lên 9 đồng. Hoặc là cùng lắm thì nạp vay mượn thêm 3 đồng nữa đi thì cộng 2 cộng 3 đi là có 5 đồng, tôi bỏ ra có 5 đồng thôi. Ngày hôm nay tôi được 9 đồng. Ôi lãi rồi, lãi to rồi, lãi 4 đồng, lãi to lắm. Không được tính như thế, đừng tính như thế. Đừng tính như thế, nếu như tính như vậy á thì chắc chắn là các bạn sẽ không bao giờ đầu tư có lãi. Mà nếu như mà trượt chân thì còn lỗ. Bởi vì trong trường hợp là
Bitcoin nó ok thì nó lên đúng với hợp lý với cái giá 9 đồng đấy bạn bán ra là được, nhưng mà nếu như bạn bán với giá 8 đồng thì sao? 8 đồng thì đương nhiên là sẽ bị hòa, mà hòa là chết. Mà nếu như các bạn bán với giá 7 đồng là các bạn lỗ 2 đồng luôn. Các bạn lỗ 2 đồng luôn, vì ban đầu bạn đi vay 2 đồng mà bạn làm gì có 2 đồng đấy, 2 đồng đấy nó không phải là của bạn đâu, bạn phải đi vay 2 đồng đấy hoặc là bạn đi làm thêm hoặc là công việc gì đó bạn 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 đi làm cày cuốc chết mẹ à, quên, chết thôi thì mới được 2 đồng đấy thôi mà mới được 2 đồng đấy thôi chứ làm sao mà các bạn lấy đâu ra 2 đồng đấy, tự nhiên tiền nó trên trời nó rơi xuống à, không có đâu. Thì đấy, thì đấy là trong trường hợp như vậy. Còn nếu như mà trong cái trường hợp giá Bitcoin mà nó giảm, có nghĩa là nếu như mà giá Bitcoin nó còn giảm nữa, có nghĩa là nó giảm về cái thời điểm mà nó các bạn mua, các bạn bán ra 4 đồng rồi, thì sau đó thì nó giảm quay 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 chiều, bạn lại 2 đồng rồi nhé, nó giảm quay chiều xuống 2 đồng mà các bạn lại bỏ 2 đồng này ra để các bạn lại bỏ mua vào 2 đồng, có nghĩa là các bạn lúc này mới hòa, bắt đầu mới hòa, hiểu không? Thì bạn lại mua vào 2 đồng thì lúc này bắt đầu mới hòa, sau khi hòa rồi thì nó lại lên 4 đồng thì các bạn bán ra thì lại 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 2 đồng lại 2 đồng, sau khi lại 2 đồng mà nó lại lên nó lại xuống 2 đồng lại hòa đem ra thành thử ra là hai thằng đánh nhau đấy là đấy một trong trường hợp nữa, hai thằng kẻ cứ giằng co nhau, cứ giằng co nhau, cứ giằng co nhau, thằng ở giữa thằng sàn này nó xấu oan phí. Các bạn nhìn này, nhìn chúng ta nhìn phí ở bên này, phí đặt mua tổng tiền là 226.957.953 đồng, ở bên này là 22.233.870, có nghĩa là sự chênh lệch và sự giao dịch, sau đó thì bạn nạp tiền và rút tiền, nó ăn phí. Châu bò đánh nhau à, đâu châu bò đánh nhau, thằng ngươm à, đây là ruột cái gì, ngươm đánh nhau, ngươm đắc lợi nhỉ, cái gì ngươm, tức là đại khái là hai con trâu đánh nhau, con nào chết thì chắc nữa thì tao vẫn ăn thịt đấy, thế là thằng sàn này nó vẫn đấy. Ok, thì đấy là chính là lý do tại sao người ta lại mở sàn là như vậy, người ta phải bỏ một lượng tiền rất lớn để vào đây để mở sàn cho các bạn. Ôi mà các bạn nghĩ là ôi rất nhiều ông hỏi ôi sàn thì nó chết thì sao anh, trời ơi sàn thì chết còn đâu nó mới chết ông ạ à? Bởi vì rất nhiều sàn nhá, khi ra họ quảng cáo rất nhiều, thậm chí sàn nó họ còn tặng token cho các bạn hiểu không, nó tặng đủ thứ cho các bạn để mà các bạn có thể đăng ký vào sàn rồi các bạn nạp tiền vào sàn. Tại sao phải làm thế? Ngu sao mà nó phải làm thế đúng không? Ok, trong trường hợp là nếu như Bitcoin giảm sâu hơn thì các bạn sẽ tiếp một lỗ, còn nếu như Bitcoin tăng vượt hơn, có nghĩa là trong trường hợp chúng ta vẫn có lãi, ví dụ như là nó sẽ không phải là 2 đồng, bạn mua vào 2 đồng ở đồng đúng không, bạn bán ra được 5 đồng, sau đó thì các bạn lãi 3 đồng, sau đó thì nó lại về 2 đồng thì các bạn lại mua lại 2 đồng, thì các bạn lúc đấy chỉ lỗ à lãi 1 đồng thôi, nhưng lần sau nó lại lên tiếp 5 đồng 5 đồng thì các bạn lúc này ấy, thì các bạn lại lỗ 3 đồng đúng không? 3 đồng. Sau khi lỗ 3 đồng xong á, sau khi lỗ 3 đồng xong thì các bạn lại đâu nhỉ? mình nói đoạn nào đây nhá, nếu như là 4 đồng nếu Bitcoin ở đây chúng ta sẽ đây mình sẽ giả dụ cho các bạn trong trường hợp là bạn bỏ ra 2 đồng bán ra giá 5 đồng đấy, sau đó nó quay về được với giá 1 đồng, nó quay về được với giá 1 đồng nhá, các bạn lại bán ra với giá 5 đồng. Ok, thì đây 2 trên 5 các bạn lãi 3 này, hai hai đây này, hai này, hai đồng các bạn bán ra được 3 đồng này, sau đây bạn lỗ mất 2 đồng rồi nhá, lỗ mất 2 đồng này, sau đó bạn bán ra được 5 đồng này, vì trừ trừ đi lỗ mới lãi thì các bạn chỉ còn 3 đồng mà 3 đồng lãi mà,
Sau đó thì các bạn lại tiếp tục âm một đồng ngãi vào đây nhá, một đồng ngãi, một đồng vào đây. Vậy là 3 trừ 1 chúng ta sẽ còn 3 này, trừ 1 chúng ta còn 2, 2 đồng lãi. 2 đồng lãi, sau khi 2 đồng lãi thì các bạn sẽ bạn lại bán được với giá 5 đồng. Bán giá 5 đồng đúng không? 5 đồng chúng ta phải trừ đi 3 đồng ban đầu thì các bạn sẽ có 4 đồng lãi. Đấy, 4 đồng lãi các cộng cộng vào đây mới nó cộng thêm với 2 đồng lãi nữa ở bên trên. Cộng với 2 đồng lãi ở bên trên thì các bạn chỉ có lãi 6 đồng thôi. Các bạn chỉ lãi 6 đồng thôi. Chứ còn nếu như bình thường kiểu như này nhá. 2 đồng trừ 3 đồng. 2 đây nha, nếu như người ta tính một cách bình thường nhá. 5 trừ 2 các bạn được 3 đồng đúng không? 5 trừ 1 là các bạn được 4 đồng đúng không? 4 3 là 7 đồng đúng không? Các bạn tưởng chừng như là các bạn được 7 đồng. Các bạn được 7 đồng nhưng thực ra không phải. Các bạn chỉ được 6 đồng thôi. Còn đấy là còn chưa tính các chi phí sàn xếp các thứ thì kéo lại còn xuống chỉ có 5 đồng thôi. À, đấy là trong trường hợp thị trường thuận lợi nhé, các bạn làm được như vậy. Còn nếu như nó vẫn tiếp tục tăng hoặc nó tiếp tục giảm thì bài toán là các bạn cứ tự tính ra thôi. Đấy, đó là về cơ bản thì nó là như vậy. À, còn thực ra cái này thì nó sẽ rất dễ bị lém đá khi làm cái bài này. Nhưng các bạn hiểu rằng là đơn giản lôm la rằng chơi thị trường này nó rất khó để mà các bạn lãi. Rất nhiều bạn lãi nghĩ rằng là ví dụ như là mình đã mua dồn tiền ở thời điểm cách mà khi mà Bitcoin chỉ có 3.000 đô thôi. Mình đã mua ở thời điểm đấy. Nhưng thật sự các bạn có biết rằng là cái thời điểm mà Bitcoin mười mấy nghìn từ những năm 2007 mình cũng đã từng mua Bitcoin với giá 12.000. Thì các bạn tính sao? Các ông chỉ nhìn thấy lãi của tôi thôi chứ lúc ông tôi lỗ với ông nào ông nhìn thấy đâu. Lúc nào ông cũng nhìn vào, ủa anh nhiều tiền thế, ủa anh nhiều tiền trong anh đống Bitcoin hả, tặng em một ít Bit. Những lúc tôi mất tiền, có ông nào nhìn thấy không? Hả? Có những lúc tôi mất tiền, trong cuộc chơi này cũng có lúc thắng, cũng có lúc thua. Chẳng qua sau khi mình phát hiện ra là trong một thời điểm là mình cũng ôm hết. Có nghĩa là cứ có tiền là mình ôm, coi như là đầu tư lâu dài. Mấy cách bán nữa, đúng, ở thời điểm đó tôi ôm đấy. Sau này coi như là một khoản tiết kiệm đi, đúng không? Coi như một khoản tiết kiệm để đấy vì tiền Việt nó kiểu gì nó cũng mất giá, ông hiểu không? Tôi không lướt sóng nữa thì tôi cứ mua ở thời điểm đấy bởi vì nó mua lại, mua nó vào là các bạn vẫn đang nắm giữ nó. Các bạn đang nắm giữ nó, đang nắm giữ cái Bitcoin này chứ không phải là các bạn như kiểu buôn rau ngoài chợ là các bạn đấy đâu. Giống như kiểu các bạn mua vàng thì các bạn hoặc là mua cổ phiếu thì bạn đang nắm giữ cái cổ phần đấy, hoặc là các bạn lên sàn, lên search người giàu Việt Nam, người giàu Việt Nam. Ok, ý Phạm Nhật Vượng, chúng ta sẽ nhìn ngay cái tài sản của họ nhé. 27 tỷ đồng Việt Nam. Đây là cái tài sản này họ để ở đâu? Thứ nhì là ông Phạm Nhật Vượng này, người ta có tiền em. Nhưng ở đâu nhỉ? Cái chỗ đoạn này. Đây tổ chức là chủ tịch tập đoàn. Cũng nghe Phạm Nhật Vượng cổ phiếu. Người giàu Việt Nam là người giá trị cổ phiếu đang nắm giữ đây ở 228 Vingroup tăng 30 đồng lên 126 với mức điểm này, có nghĩa là người giàu Việt Nam là người đang nắm giữ cổ phiếu chứ không phải là người bán hết cái số cổ phiếu mà họ có. Cái này nó hơi trừu tượng một tí, mình không học về cái ngành này lắm nên ra mình hơi khó giải thích với các bạn, nhưng mà các bạn hiểu nôm na rằng là người giàu là người đang họ đang nắm giữ cổ phiếu chứ không phải là người giàu họ bán hết cổ phiếu rồi họ gửi ngân hàng. Hiểu lúc nào là vậy, bạn họ đang nắm cổ phần ở một công ty nào đó. Như Phạm Nhật Vượng bạn nắm cổ phần rất lớn ở Vingroup, Vin đúng không? VIC đúng không? Là ông nắm giữ một cổ phần khá lớn. Và ông sẽ là được trở thành người giàu rồi sẽ trở thành thế này thế kia khi mà cổ phần của Vingroup nó cứ tăng lên. Nghiễm nhiên là tiền ông tăng đúng không?
cái tài sản của người ta nhìn thấy là chỉ là tài sản ông nắm ở cái cổ phần hoặc là tài sản ông ở đâu đâu, chứ ông cất giấu ở trong két rồi xong rồi ông đào mấy tấc đất này ông cất thì thằng nào thống kê được cho ông mà biết ông giàu đúng không? Nó biết ông giàu là vì ông có những cái bề lỗi của nó thôi. Thì bề lỗi thôi mà ông cất ở chỗ nào đích biết. Đấy, các bạn hiểu lâu nay là như vậy. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Đừng có ném đá gì thì anh em cứ ném đá thoải mái, mình nhận hết nhé.